Dạ, xe máy Kim Đồng Củ Chi xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác ở trên quê hương Việt Nam và hải ngoại. Chiều nay là ngày 6 tháng 6 2020, ngày hôm nay là ngày đẹp số 6 266, hai số phát ha. Cửa hàng Kim Đồng xin giới thiệu với bà con mình một số xe từ có 1.800.000 Novo có giấy tờ luôn, 1.800.000. Số điện thoại Kim Đồng là 0908 392 702, 392 702. Số 1 đường 35 khu 7 thị trấn Củ Chi, có bán trả góp qua hệ thống ngân hàng FE, lãi suất rất là thấp, có 1.7, và có chỉ cần bằng lái với chứng minh, và chứng minh với hộ khẩu đưa trước 30%. Google Map là cửa hàng xe máy Kim Đồng. Xe Novo có 1.800.000, máy còn chạy, đề cái là chạy liền, máy cũng còn được. Vision 20.800.000, đời 2017, phun xăng điện tử FI, biển số 83, chính chủ. Này 19.500.000, đời 2015, cũng chính chủ, phun xăng điện tử, 3 dây tắt máy. 19.500.000, chính chủ luôn ha bà con ha. Máy im liên lạc, đời 2015. Rồi con Yamaha Grande đời 2000, cuối 2019. Xe quá mới. 25.500.000, xe mới về. 25.500.000. Xe quá mới. NVX Yamaha tần số tỷ Tây Ninh, 155 phân khối, phiên bản đặc biệt, có thắng ABS, 30.000.000, màu vàng độc titan, giá niêm yết ra điên xe hết cho bà con mình dễ mua. Thay vì giờ mình như mấy chỗ khác thì nó hét mình 35.000.000, mình không rành, mình trả giá thì cũng khó cho bà con mình ha. Bởi vậy mình bán với cái phương châm là giá niêm yết cho bà con mình dễ mua. Mà đi máy bay lại cũng giá đó, mà đi xe đạp, đi bộ lại cũng giá đó nha bà con. Rồi, lát nữa mình sẽ quay rõ ràng hơn cho bà con mình xem. Con SH Mod là bản số 39 đuôi, đời 2013, xe đẹp lắm. 2013 mà xe quá đẹp, chìa khóa bự luôn. Đến đầu, giá có 40.000.000 thôi, xe quá đẹp, còn liền lạc quá. Xe còn rất là liền lạc. Đó, nguyên từ đầu tới đích luôn, xe quá đẹp, liền lạc quá. Nước sơn tưởng đâu sơn lại không hả ta ơi. Rồi AB 2013-2014 thì đây quên rồi bác. Xe còn liền lạc sạch sẽ, máy Ebru 23.000.000, biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ, chạy bốc lắm, ga nhẹ lắm. Quay Sirius cuối 2019 mới quay đầu, bản số 68, chính chủ, nguồn dơ sình không, xe đi 2.000 mấy cây, 14.400.000. Xe mới, xe này mới là 98%, cuối 2019. Xe như mới, xe khỏi mua xe mới nha bà con, xe như mới rồi, khỏi mua xe mới, đi có 2.000 cây, 2.700 cây. Đó, có 14.400.000, chính chủ, bao công chứng cho bà con mình ở tỉnh ha, bán này ưu tiên cho bà con ở tỉnh. Mấy cái tỉnh thì mình chỉ bán ở tỉnh thôi. Còn cái quen pha này thì cũng như vậy luôn, mới 90%+ luôn á, 16.000.000, bản số Củ Chi ha, bán cho bà con mình ở thành phố Củ Chi, 8 nút, bản số 8 nút, đó, có cản inox, cuộc cũng có inox, bảo vệ lốc máy, xe còn mới lắm, đi có mấy ngàn cây ha, chính chủ luôn, đó. Khỏi mua xe mới, bà con mình khỏi mua xe mới ha, xe rất là mới, màu đen, có 16.000.000 thôi, có trao đổi xe. Con Future này cũng mới quay đầu, bản số 69983, xe mới quá, là 2018, 22.800.000, 22.800.000. Đó, xe còn liền lạc, cái màu quá đẹp. Xe cũng rất liền lạc, màu dễ thương, màu này hợp lý nè, phun xăng điện tử FI là 2018,
22.800. Rồi con McKin này, con McKin có vô đạp, xe có vô đạp tháng 2 2020, không có tem ha. Xe này mình lấy hôm 2 bữa trước, mã số Tây Ninh, chính chủ ha, 70D161543. McKin xe nhập và mua mới chắc khoảng tới nhiêu, thì giấy tỉnh khoảng 50 triệu là xong hết, lăn bánh là 50 triệu, mà xe còn nguyên si hết. Em nó chỉ có lọc bộ tem thôi, nếu mà thích thì mình đặt bộ tem, chỉ có trong hãng chỉ có mấy trăm ngàn thôi, chỉ 700-800 thôi. Vỏ ruột còn nguyên hết. Chút xíu nữa mình sẽ quay chi tiết cho bà con mình. Suzuki Revo đời 2012, một đời chủ, chính chủ luôn. Xe này giống như xe bản số An Giang mấy bữa trước vậy đó, bán 7 triệu cho bà con mình ha, cũng chính chủ, một đời chủ luôn, xe rất là liền lạc, tem được còn nguyên hết, máy thì khỏi chê rồi. Mấy dòng xe này ai chạy rồi thì mới biết, chạy nhẹ lắm, êm lắm, máy êm lắm. Dòng Suzuki này, máy êm, máy chạy này y như Suzuki FI đó. FI bữa mình bán 11-12 triệu, chỉ có 7 triệu thôi, giá mềm. Rồi Sirius này thì 10.700, em nó mới đi spa lại, bóng bẩy quá. FI phun xăng điện tử bánh mâm 10.700.000. Mười triệu bảy trăm, giá niêm yết trên đi xe luôn. Em mới đi spa đẹp quá. Số 62-48-200 Suzuki Revo. Revo 7 triệu mà câm đồ còn trăm liền, riêng hết. Này mình đi làm, giá mềm, hợp lý. Mua mới cũng 19 triệu á. Mua xe mới 19 triệu. Rồi máy này không, công nhận xe này máy im thiệt. Đầu cổ nghiêm chỉnh, chưa có một dấu đụng như con ốc luôn. Cái máy này thì thầm luôn, thì thầm mù sân luôn, lóc máy riêng đó, liền lạc bô. Đó, có 7 triệu hả, máy quá im luôn, cắn đĩa luôn, cầm liền riêng, còn liền lạc. Có một con su này thì riêng luôn á, nhưng mà thấy gớm quá, chắc phải thay quá, mấy chục ngàn. Xe em nó nhìn tướng rồi thôi, có 7 triệu rồi thôi, khỏi chê rồi. Đi làm là con lành luôn, liên hệ Kim Đọc 0908392702. Sirius nè, thử máy rồi. Ủa, chìa khóa đâu rồi? Lấy chìa khóa. Khóa Sirius. Bánh mâm. Phải chìa khóa này không? À đúng rồi. Đang còn nửa bình. Cái máy thì thôi cũng quá êm. Nó nổ mà ra anh ta xịt. Phun xăng điện tử FI mua mới 20 mấy triệu. Nếu giá thành phố thì khoảng 25 triệu 500, 25 triệu. Giấy tỉnh thì khoảng chừng 23 triệu. Mà giờ bán có 10.700, vậy là giá trị xe là chưa được nửa tiền. Này đúng, phải bán 12-13 triệu mới hợp lý. Mà bán 10.700 thì quá hợp lý rồi. Đi làm ha. Nước sơn này còn sạch sẽ xì ba rồi. Đó. Tắt đèn, đó, khỏi chói. 47. Mâm phuộc liền là mâm riêng. Máy đang nổ luôn á, ớn không? Máy đang nổ. Êm phần phát.
Rồi, cứ gọi cho Kim Đồng ha. 0908 392 702 có trả góp và có tặng nón bảo hiểm cho bà con mình. Nón của thương hiệu xe máy Kim Đồng Củ Chi. Và có máy bót, máy in, máy cà thẻ, quẹt thẻ Visa hay là thẻ gì cũng quẹt được hết. Mình đầy đủ đồ chơi tại chỗ cửa hàng xe máy Kim Đồng hết ha bà con ha. Khỏi cần tiền mặt, quẹt in giấy ra cho bà con mình liền. Khỏi cần tốn tiền mặt. Xe này thì thôi rồi. Bữa giờ rồi. Nói chung xe này anh bán cho mình là anh nói thiệt bán lại cho mình là nói kẹt tiền dữ lắm á. Xe thì quá ok. Anh nói xe này anh bán anh tiếc mà anh kẹt tiền phải bán thôi. Xe này thì nhìn quá màu quá đẹp rồi. Màu mới nè. Là 2018 mới có màu này. 2018, 19 cũng có màu này nữa nè. Đèn một bóng, mở đèn LED, đèn LED. Đó. Sáng. Đèn LED sáng quá, sáng rực luôn. Đó. Tắt đèn. Máy đang nổ luôn á, nổ cái ru. Đầu cổ nghiêm chỉnh, chưa có gì hết. Câm này còn mới. Liền lạc sạch sẽ. Có cái nóc bảo vệ lốc máy và phù hợp nữa. Vỏ này nó đi cặp vỏ này là cặp vỏ gì đây? Maxxis. Vỏ này cũng loại tốt ạ. Khỏi sợ cắn đinh rồi ha. Bảo vệ nè, bảo vệ lên đuôi này, inox cản nó nè. Xe này liền lạc. Công chứng cho bà con mình về liền. Rồi, có trao đổi xe ha, 0908 392 702. Cái này thì 32 triệu Merkin tháng 2 2020. Để coi nhiêu ngàn rồi. 11.000. Còn cái xe bên kia thì đi hơn 20, mà xe bên này thì đi kỹ nè. Quá đẹp. Cái này thì 11.000. Không có chích đồng hồ nha bà con. Đời nào nói đời đó, bao nhiêu thì nói bao nhiêu. Đó. Mà con mình thông minh lắm á, chứ không phải dễ gì gạt được đâu á. Đó, vỏ rồi ha. Có 11.000 thì thôi, vỏ thì ok rồi. Ok con dê. Mà nó gắn cái gì mà sao mở đèn lên nó chớp hai cái hông người ta, giống đèn ưu tiên quá vậy. Mà kia nó có vô đạp, cái loại có vô đạp. Tây tháng rồi mấy anh em trẻ trẻ mình mua xe này về khỏi mua xe mới ha, tháng 2 2020 khỏi. Mình thấy nó lọt tem ra nhìn ngầu quá ha. Cái bô này nó hay cái bô gì mà hay vậy ta, hay là cái bô, chắc cái bô của nó làm sao chứ sao mà thấy không có bát bô hay quá. Tiếng nổ hay, cứ gắt chân hai ba cái luôn. Tao hồ chở em Út. Đèn động đầy đủ hết. Chắc. Đó. Khỏi mua 50 triệu chi bà con, 32 triệu ở Tây Ninh nè, ưu tiên cho bà con mình ở Tây Ninh nè, ở tỉnh cũng được. Có trả góp nha, đưa trước khoảng 10 triệu lấy xe về. Góp lãi rẻ rẻ lắm, góp 5 lãi có mấy triệu à, khoảng 3 4 triệu à. Lúc trước 7 8 triệu giờ còn 3 4 triệu. Còn có nửa tiền lãi, góp 5 có mấy triệu tiền lãi. 20 triệu góp 5 lãi khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu, 3 triệu mấy. Quá mềm. Có 11.000 cây, 2010, tháng 2 2020 luôn. 2020 đèn vô được chơi đèn. Giờ mình muốn sang tên về tỉnh khác thì mắc con số này đổi con số khác. Tây Ninh thì quý ủy quyền 15 năm cũng được. Mình không thấy tem thì thấy là hay nè, mà thấy phong cách này hay nè. Thế nào thấy cũng mắc mình, thế nào cũng thấy có tem hết, mà không có tem thì cũng hay hay. Để dành cho bạn trẻ ha, bạn trẻ ha. Máy móc là ok, con dê ha, chưa có một cái gì gọi là một lỗi lầm máy móc gì hết ha. Lốc máy đen thui luôn, xe có giờ đạp luôn, ốc đĩa sau bóng máu luôn, chưa có mở tay cơm sinh gì dễ hết, chưa có dấu mở. Vỏ riêng theo xe luôn,
số Châu Thành, bến Sỏi quá, bến Sỏi quê bà xã vợ mình bên đó đó. Liền lạc, có công tắc nè, tắt máy luôn nè, tắt máy mà đèn cũng còn chót, hay quá. Rồi có 32 triệu ha anh em ha, giá mềm hợp lý, này phải bán 35 triệu mới được, nhưng bán cho anh em 32 triệu thôi. Nếu mà kim đồng chịu dán bộ tem khoảng bỏ thì 700-800 vô là bán 35 triệu là bình thường đó, vẫn được, nhưng mà bán 32 triệu cho anh em thôi. Ừ, như xe đỡ nó lấy em. Ừ, cảm ơn. Đó, 32 triệu ha, công chứng liền. Gì bạn? Sirius à, dính xình. Thì xe thì khỏi mua xe mới nha, mới lắm, xe này mới to, mới ken à, chỉ có 2000 mấy thì thôi, mới ken, xe lướt, này gọi là xe lướt, khỏi mua xe mới, chưa có gì hết, liền lạc, không có một dốc trầy nứt, tất cả xe này như mới, mới 98% rồi, khỏi mua xe mới anh chi, xe này nếu mà thắng đùm, thắng số tỉnh, nếu thắng số thành phố thì nếu mà lăn bánh thì khoảng 22.500.000. Giá hiện nay năm mấy tháng nay là nó như vậy đó, 22.500 là giấy ở tỉnh, ở giấy thành phố, giấy thành phố Hồ Chí Minh, mà chưa tính gắn ba gai nóc nè, ba gai nóc xịn nè, rồi cái gì đó rổ nói lặt vặt nè, nhấp nhau này kia cũng khoảng 2-3 triệu á, nhưng mà giấy tỉnh thì mình nghĩ chắc khoảng chừng 20-21 triệu khoảng đó, tại vì thuế thất bại với tiền bị phí vân số nó nhẹ lắm, ở tỉnh nhẹ hơn ở thành phố nhiều. Mà xe này thì 14.400.000 thì mình làm công nhân thì mình mua xe này là hợp lý, tiền mình cũng kiếm khó khăn ha, mà mình mua nhiều khi đi mua xe cũ mà không biết chỗ nào nữa, sao không rành ấy nữa, làm cực khổ ha, tội nghiệp. Thôi lên lấy cái này về xài cho bà con xót lòng ha. Xe này thì thôi khỏi bàn, lấy về xài thôi, mới lắm, lát nữa mình ngày sáng mai mình cho mấy anh em rửa. Bản số Kiên Giang chính chủ, ký ủy quyền công chứng 15 năm chạy Vivu, pháp lý rõ ràng, mai mốt không xài nữa bán lại ký sang tên cho ai cũng được hết, ủy quyền chính chủ, nó dính đất cát không ha, là mới ken luôn. 14.400.000 bô dài dính xình không ha, xe mới lấy nãy lại, mới lấy lại nãy. Rồi, công chứng liền ha. 2778 cây. 32, số 32 con rắn, 60032. Quên pha này bán cho bà con mình ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ Kim Đồng. 16 triệu. Xe thì đi đúng là 8000 cây. Xe này nếu mà gặp mấy chỗ khác, mình không có nói tiện nói cửa hàng thôi, mình nói thường thường nó là đa số là đa số là nó dè lại hết á, xe này nó dè lại khoảng chừng 1000 mấy 2000, bà con không biết đâu, nó như mới vậy đó, chạy lướt mà, xe này xe lướt luôn á, mới lắm, dán keo hết luôn rồi. Mình để đúng đồng hồ 8000 cây, chính chủ đàng hoàng Củ Chi ha đó. Quay lên là chắc chắn là nhiều khi chủ xe người ta thấy người ta mới biết mình thiệt tình. Còn mà quay lên mà đồng hồ, ủa tôi bán nó 8000, sao giờ xe còn có 2000 cây, à là nó người ta sẽ biết đó, đó là 8000 là lại y như 8000, xe hay chưa hết ưu đãi 12000, dán keo nguyên chiếc, xe này có dán keo nè, cố gắng inox, có nghĩa là chủ xe này đã gạt tiền bán lại cho mình, chủ ở gần cầu vượt Củ Chi, chính chủ luôn. Mình mua xe này mình xài là quá hợp lý rồi, gốc gác rồi rõ ràng, ngon lành ha, như mới luôn, mua mới là 22.700.000 giá hiện nay tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chưa tính tiền gắn ba ga rồi lặt vặt ha, này dùng đồ chơi lặt vặt này bảo vệ lốp máy nữa, phải từ 23 mấy, dán keo nữa luôn là 24 triệu, mà giờ bán cho bà con mình 16 triệu, 2019, con số 8 nút nữa, con số dễ nhìn, 20 600 20 600 200 nó 620.
quá mới ha. 16 triệu tặng cho bà con mình cái nón bảo hiểm, công chứng cho bà con mình liền, ủy quyền về liền ha. Còn mấy ngày mai bà con mình lên ký cho bà con mình ký giấy tráng sẵn ha. Rồi thứ hai chứng xong rồi gửi bưu điện, thứ ba mình gửi bưu điện, ở đâu cũng được, thành phố cũng đâu cũng được ha, mình gửi bưu điện thường xuyên lắm, khách lên thứ bảy chủ nhật là mình gửi bưu điện hết. Rồi AB, con AB đời 2013 14 gì đây, giá 23 triệu, có giá niêm yết là điện xe Alex, 3 dây tắt máy, đèn bi. Mấy dòng xe này thì máy chạy bốc lắm, nhẹ lắm, ga thì thôi ga nhẹ lắm, thử máy đó. Thử máy ga nhẹ lắm, đèn bi sáng rất lắc là nhẹ, đi có xe đi mấy chục ngàn mà máy ok, máy quá êm, liền lạc, sạch sẽ, không có trầy gì hết. Bốn hai bốn ba một máy êm lắm, rồi máy quá êm, mình test lại thằng giùm cho bà con mình luôn, có trao đổi xe, máy móc là còn ok, góc chân máy là còn chưa có dấu gì hết, nồi kia riết hết. Có trao đổi xe, có hỗ trợ trả góp ngân hàng FE. Rồi, SH Mod 40 triệu, mã số 59V185239. 40 triệu. Xe liền lạc quá. Chìa khóa nó bự. Đấy mình đầy. Ba mấy ngàn. Đó. Này gặp tụi nó là dích lại con mười mấy ngàn, đúng đồng hồ luôn nha bà con, mà xe quá đẹp. Sơn tưởng đâu sơn lại không, xe liền thiệt, giống như đời 2016 ở trong mình bán 4-3 năm vậy, giá chỉ có 40 triệu thôi, bớt cho bà con mình trăm lấy lọc 39 triệu 900. Xe đang nổ máy quá êm, chạy rất là bốc, điện xe quá, điên hết, mâm phụt, đĩa, à, quá đẹp ha, chiếc xe nhìn là chiếc xe liền à, xe đang nổ máy quá êm rồi, vỏ ruột ngon lành, vỏ còn ngon, số 39 thằng Tài, 40 triệu. Rồi xe Yamaha Aruzo 25 triệu 500. Thôi xe này thì thôi, cái máy chạy như máy xe hơi vậy đó. Thử đồng hồ bao nhiêu nè. Hai ngàn sáu trăm ba mươi tám cây nước mưa, chiều nay mưa. 2638 cây. Bây giờ là 6:26, đúng đồng hồ luôn. Đồng hồ hiện giờ là đồng hồ giờ Củ Chi, tại thị trấn Củ Chi là 6:26, 28 phút, 6:28. Đó, thử máy, ồ nó êm, kiến bọng là còn nguyên hết, mua mới chi 40 mấy triệu, gần 50 triệu, uổng lắm bà con, xe này là hợp lý, yên rất là rộng, máy chạy y như máy xe hơi vậy. Aruzo Rade, Yamaha Rade với Aruzo là y chang nha hết, y chang. Rồi máy đang nổ, con số cặp luôn, 43943, chính chủ ha. Đó. Xe quá ok, xe thẳng băng, ốc trước là chưa có dấu mỡ, buồn bét rồi là còn nguyên hết, vỏ còn nguyên, đi có 2.000 mấy trăm cây. Cam kết cho bà con mình luôn ha.
lóc nhôm, lóc nhôm. Lóc nhôm ha. Đó. Cuối 2019 luôn. Yên rộng lắm. Yên rộng lắm, 25 triệu 500 có trao đổi xe nha bà con mình ha. À, chỉ cần bật qua cái là mở yên nè, chỉ cần cái chìa khóa này chỉ bằng bẻ qua trái cái yên nó nhẹ nhàng gọn gàng mở lên nó hơi ồ, còn hai chìa nhưng còn chìa khóa xe cua đó, miếng mút còn luôn. Xe này gọi là mới là gọi là chỉ phải 98%, 97-98% mới, quá cái học quá bự quá rộng, để đồ phụ nữ thoải mái ha, tư trang là tiền bạc có sách khỏi sợ mất. Chị em phụ nữ đi xe này nhìn đẹp, khỏi mua xe mới 40 mấy triệu. Có trao đổi xe, bà con mình có xe nào cũ cũ hơn có trao đổi cho Kim Đồng ha. Này là cuối 2019 luôn, mới đi mấy tháng. Nước mưa. FI phun xăng điện tử. Chạy xe này là chạy máy là máy xe đạp điện vậy chứ. Êm lắm. Y như máy xe hơi, êm bằng phát. Rồi, con NVX 2017 màu màu đồng titan thắng ABS phiên bản cao cấp, ổ khóa thông minh. Có cái dòng này là thông thắng ABS nha bà con, có nhiều chiếc là không có cái này là thắng thường, rẻ hơn. Đó, thắng ABS nữa, thêm có cái chữ này nữa nè. 2017 rồi, phân khối 155. Mấy anh mấy chú rồi ha. Lớn rồi. Lớn to con ha, đi xe này hay. Số Tây Ninh nè, mấy ưu tiên bà con mình ở Tây Ninh Trảng Bàng. Này bạn Trảng Bàng số 54855. Đó, ổ khóa thông minh. Thử có ổ khóa đó, khóa bếp cây, ổ khóa thông minh bếp ga đó, giống như bếp ga vậy. 9187 cây. Đó, có tắt ba dây tắt máy nè, tắt dây. Dây khỏi. Đề máy luôn. Ôi có đèn, cái đèn sáng quá. Để thử máy cái đèn quá sáng luôn. Hay ha, hay. Mua mới cũng khoảng nặng tiền à. Xe mua mới nặng tiền lắm, 5 mấy triệu. Bây giờ bán có 30 triệu, lỗ quá. Vậy là hết lỗ rồi, mình mua vậy là hết lỗ rồi. Canh mấy xe này mua khỏi mua xe mới ha bà con ha. Kiếm còn đầy đủ. Liệt đạt sạch sẽ. Phục dầu, máy móc là còn nguyên si. Đi 89 ngàn thì dễ gì. Đây là mới từ 90 hơn 90%. Lóc nhôm nè. Dầu, một dầu. Xe đang nổ máy, đèn sáng. Liền lạc. NVX phân khối 155. Này là 155, phiên bản cao cấp nhất. Có 9187 cây. 6:31 giờ thị trấn Củ Chi. Bằng giờ ở Việt Nam luôn. Rồi, có liên hệ Kim Đồng ha, 0908 392 702. Số điện thoại này, số này xài từ mười mấy năm rồi nha bà con. Ai nói Kim Đồng mà có số điện thoại, mình có số 3939 rồi nha. Nhưng mà ít cái xài lắm, bỏ túi không. Bỏ học tủ không. Xài cái Zalo kia, ít bỏ túi lắm. Giờ còn lấy Kim không ạ? Vision 2017 cũng còn liền lạc sạch sẽ. Mưa bụi bặm màu đen nhám, heo dầu đỏ, thử máy. Đề lên là êm quá luôn, đèn sáng quá. Có 20.800.000 đi xe này là chắc chắn rồi, khỏi lo rồi. Đi đến nơi gì đến chốn là quá ngon rồi. Đề cái là lên ga liền. Đó, chạy liền. Bánh đang quay.
xe chính chủ, chủ đang ở bên Tân An Hội, màu đen nhám. Giờ tối quá đó, giờ là 6:30 là tối đó. Tắt chìa khóa. 20.800.000 có trao đổi xe. Đó, xe liền lạc sạch sẽ. Cái này 19.500 màu đỏ. Là 25. Đó, cũng 3 dây tắt máy, đâu để máy thử 19.500. Ồ, để mưa nè. Mưa mà kiếm đồng hồ với nước luôn. Rồi, mở chìa khóa đèn lên, mở đèn lên. Đề cái là nổ liền. Đó, 19.500 bán cho bà con mình ở tỉnh ha. Mà muốn sang tên gì Củ Chi thì khoảng chắc khoảng mắc phải sang tên về thành phố Hồ Chí Minh, bằng số từ 50 tới 59 là thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà xe này sang tên về thành phố Hồ Chí Minh, chi phí tỉnh, rút gốc, biển số chắc khoảng chừng 3 triệu mấy 4 triệu đó bà con. 3 triệu mấy 4 triệu đi bán cho bà con mình ở tỉnh hợp lý hơn. 19.500. Hai cảng ít ha. Có trao đổi xe công chứng liền ha, ra công chứng liền bà con mình ở Đồng Tháp nè. 147-21-66K1. Ở Đồng Tháp là 66K1 ha. Mà không biết ca là ở huyện nào. Rồi Novo, để thử cái máy Novo 1.8 này coi. Novo 2 đẹp. bóp vào này để làm phụ cái tay này. Đó. 1.8 mình cho mướn, mua về cho mướn cũng được ha. Rồi máy cũng im chứ ta, máy im thiệt chứ, máy im á, 1.8 mà máy im á. Rồi garanty luôn mới ghê. 4136 52B6 4136 có giấy tờ đầy đủ. 1.8. Cái đèn trước nó dán keo đen. Bụi bặm cát dơ. Đó. Mở đèn thử coi. Này đứt bóng rồi. Để mình thay bóng cho. Đứt bóng đèn. Còn máy im. Có 1.8 thôi. Rồi. Mua đi chợ rồi ha, có cái học đựng đồ. Cái học bự, cái học này bự lắm. Mua dấu đồ này ha. Học bự lắm. Có 1.8 mua dấu đồ. Rồi, chiều nay là cửa hàng Kim Đồng chiều thứ 7 ngày 6 tháng 6. Lấy nhiều số xe như vậy đó thì xin đã giới thiệu cho bà con mình xem này, có gì liên hệ Kim Đồng ha, 0908 392702. Có con Sirius nữa nè, thằng em này mới rửa xong, mới dựng đây. Sirius ra đời 24. Bánh đùm. Xe cũng còn liền lạc sạch sẽ, mới xịt nước không à. Đầu cổ cứng cáp rồi ha. Cứng cáp rồi. Sirius thường thường mấy cái đầu cổ này nó hay rơ lắm, mà cái này là cứng cáp liền lạc ha. Máy im, thử máy coi, giá cho bà con mình rẻ thôi ha. Xe chính chủ đời 24, cầm liền cũng còn sạch sẽ, mới lấy bữa nay luôn, mới đổi xe luôn. Đó. Nổ máy liền ta, im quá. Đó, đèn cháy liền ha. Giá chỉ có bán cho bà con mình giá mềm thôi, 10.800.000. 11 bán 10.800. Bớt cho bà con mình 100 lấy lọc ha. Full chức năng luôn, xi nhan đó, bên kia luôn. Đầy đủ. 10.800.000. Rồi. Máy quá êm luôn. Lốc máy còn riêng liền lạc sạch sẽ. Giấy thành phố chính chủ công chứng liền cho bà con mình luôn. Rồi, thôi cửa hàng Kim Đồng là Google Map, cửa hàng xe máy Kim Đồng Củ Chi. Google Map cửa hàng xe máy Kim Đồng. Mình chỉ đường cho bà con mình dễ lắm. Nó tỉnh lộ 8 rồi đó, đường tỉnh lộ 8 là đường huyết mạch, đi qua Bình Dương là quẹo trái. Nó đường tỉnh lộ 8 đó, chạy một đường một là đi qua Bình Dương luôn, cầu Phú Cường. Đó, quẹo phải cũng là tỉnh lộ 8 luôn.
đường nó chạy thẳng qua Long An, giáp ranh với Đức Hòa Long An khoảng 5-6 cây. Thẳng bàn xuống đây khoảng chừng 10 cây. Cầu vượt Củ Chi là ngoài kia, chạy qua một khoảng cây số nữa là tới cầu vượt Củ Chi. Ở bên đường mà tới lộ 8 có vướng rào trắng nha bà con. Ở ngoài đó nhớ coi, bà con cứ nhớ là có vướng rào trắng nha. Từ cầu vượt Củ Chi vô gặp đèn xanh đỏ thứ nhất, bỏ là chạy tới khúc nữa gặp đèn dài ngang đường này. Buộc phải xuống với đèn xanh đỏ thứ hai mới quay đầu lại đây được, chứ không có chạy xe được tại vướng rào trắng bên đường đó đó. Nhớ nha bà con, cầu vượt Củ Chi chạy về hướng Bình Dương một cây số, gặp đèn xanh đường đỏ thứ nhất bỏ, tới đèn xanh đỏ thứ hai quay đầu lại là đây, quẹo này là đường 35. Cứ nhớ đèn xanh đỏ thứ hai quay đầu lại là được rồi. 0908 392 702. Dạ xin kính chào tạm biệt bà con mình đã, và cảm ơn bà con mình đã dành chút thời gian theo dõi. Và xin kính chúc bà con mình có một buổi chiều thật là vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.